要坐在饭谷，满足我的虚荣，明天会更美好。睁大了眼眸，看不懂太多的理由，人们追寻着自由，却住进拥挤的高楼，走进这人流，理解不透爱的追求。Đó đâu anh ơi, hên xui đó. Hên xui đó anh. Buồn cười. Hôm qua anh bỗng ma anh bảo với em là cái con này nó đi cái kiểu gì nó lên một cá mà vẫn không thể nó thắng. Có anh hùng thua sao được. Mà anh Hùng, anh Hùng anh đâu coi em là con gái đâu. Mỗi lần hỏi anh Hùng đi đâu về, anh bảo anh đi tán gái về. Đau tim quá. Bài này tên là Tình yêu không nắm giữ. Cảm ơn anh Táo nha. Anh Táo ơi, cố lên anh Táo ơi. Để anh Táo chia sẻ nốt rồi em tắt like. Đúng mà. Con là người ta xinh đẹp như thế này mà coi con này ta là một đứa đàn trai. Sao cái bọn nước ngoài level chúng ta cao thế nhỉ? Level 59 nhỉ? 8M nhá, 7M gửi, nó là idol hay là như sao? Ui, hello! Romy, hello! Nói chuyện mình luôn. Ở trong dòm này ngoài đại ca mới cứu được mày thôi. Ơ, 39 nói gì đây? 39, quả táo 39 nói gì đấy? Hit me idol. Dám bảo người ta hit me idol. Táo vớ vẩn quá táo ơi. Mới gặp lần đầu hit me cái gì? Nó không nói gì nữa rồi. Ui, nó phải cao thế. Ơi, anh Táo làm được. Sao nó không nói gì nhỉ? Đi mua mon đây. Đại ca. Thank you anh Lương. Cảm ơn anh cô đối. Hello Huế. Tối bánh nhau to. Thôi đại ca ơi, em chừa rồi đại ca. Em sợ rồi, em chừa rồi. Em trêu đại ca thì em sợ rồi. Sợ thật rồi. Chừa thật rồi. Hello đắc chỉ. Yo, thank you. Đã follow em rồi mọi người ạ. Bạn là idol. Where are you from? Cảm ơn anh Cường. Mày nhớ mặt tao đó. Hỏi được nhiều mà không nói. À, anh xin lỗi anh Táo. Anh Táo ơi, được 77 được chia sẻ rồi. Welcome honey. Thank you. Follow anh idol. Anh enter đầu, em hỏi cái anh đây là người nước nào đấy? Bangladesh là nước nào nhỉ? Không biết. How old are you? How are you? Cảm ơn anh Vũ nha. Ui sao cái của nó cao. Cảm ơn anh Vũ.